Thưa quý vị, danh sách YouTube Signature Display, danh sách các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trải nghiệm từ YouTube, vừa có tên của bộ đôi sản phẩm plastic mới ra của Oppo. Mẫu sản phẩm đạt chứng nhận A+, và 12 kỷ lục về màn hình smartphone từ DisplayMate này cũng đã có mặt tại Việt Nam và riêng Model 5 X2 dự kiến sẽ được lên kệ vào ngày 1 tháng 4 tới đây tại nhiều hệ thống của Việt Nam. Nhà sản xuất cũng đầy hào hứng khi giới thiệu mẫu sản phẩm này tại thời điểm này, khi đây là dòng smartphone cao cấp đón đầu xu hướng 5G. Đây cũng sẽ là nội dung chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Buổi ra mắt PHI X2 đã không được tổ chức như thông thường mà được live stream trên Facebook và Youtube. CEO Oppo Việt Nam Đỗ Quang Kha đã khẳng định dòng điện thoại mới thể hiện rõ tinh thần sáng tạo của PHI Series trong việc khám phá sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật. Bên cạnh đó, các xu hướng công nghệ mới luôn được Oppo cập nhật trên dòng sản phẩm này. Nhắc đến dòng PHI thì tôi chắc rằng các bạn cũng đã biết đây là một nhóm thiết bị rất cao cấp của Oppo trong thời gian vừa qua với một đặc điểm rất nổi bật đó là được trang bị luôn luôn được trang bị những công nghệ hàng đầu mới nhất tiên tiến nhất trên thế giới phải X2 được trang bị công nghệ màn hình tiên tiến, được chứng nhận A cộng bởi DisplayMate và mới đây là tiêu chuẩn trải nghiệm Signature Device của YouTube. Màn hình Phải X2 sở hữu độ phân giải QHD cộng 2K 120Hz, 1 tỷ màu 10 bit và mật độ điểm ảnh 513 ppi cho trải nghiệm thị giác chân thật nhất. À, đó là 1 tỷ màu 10 bit và để dễ hình dung 10 bit tạo ra chất lượng tối ưu như thế nào thì chúng ta sẽ làm phép so sánh giữa 8 bit và 10 bit. Ở đây thì mọi người có thể thấy là chất lượng hình ảnh của chúng ta mượt hơn, giải màu rộng hơn, cũng như là tổng quan về bức ảnh sẽ có chiều sâu, cũng như là độ sống động cao hơn rất nhiều. Là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 865 5X2 hỗ trợ chế độ 5G kép và tích hợp giải pháp 5G thông minh được tối ưu dành riêng cho Oppo. Thì nền tảng Snapdragon 865 sử dụng công nghệ modem 5G X55 cho phép là chúng ta download được dữ liệu lên tới 7.5 gigabit trên dây, một tốc độ rất là kinh khủng. Và nền tảng này cũng là nền tảng đầu tiên mà hỗ trợ cho công nghệ Wi-Fi 6. Bên cạnh đó, Phá X2 còn được trang bị hệ thống 3 camera kết hợp camera chính góc rộng 48 megapixel, camera cine 12 megapixel cho phép quay video tỷ lệ 16 9 và camera tele 13 megapixel, cải thiện đáng kể các trải nghiệm nhiếp ảnh. Dựa trên cảm biến IMX586 được tùy biến x 2 còn có thể đạt được khả năng lấy nét gần như 100% điểm ảnh. Khả năng của camera cũng được nâng tầm với sự hỗ trợ của con chip Snapdragon 865. Công nghệ Spectra 480 cho phép người dùng smartphone có thể chụp những bức ảnh lên tới 200 megapixel và quay được những video với công nghệ 8K. Và nếu mà chúng ta quay video và chụp ảnh cùng một lúc thì chúng ta có thể là vừa quay video 4K và chụp ảnh với cái độ phân giải là 64 megapixel. Đại diện khoa Com Đông Dương cũng cho biết tốc độ xử lý của con chip Snapdragon 865 thậm chí còn xử lý được các game trước đây chỉ có thể chạy được trên máy tính PC. Smartphone này còn hỗ trợ siêu sạc nhanh Super VOOC 2.0 65W, viên pin 4200mAh được sạc đầy chưa tới 38 phút. Chương trình đặt trước đối với Oppo F2 phiên bản xanh đại dương sẽ được diễn ra đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Sản phẩm sẽ được mở bán từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với giá chính thức là 23,99 triệu đồng.